chào mọi người. Tôi là Hoàng Minh, tôi đến từ Bình Thuận. Hiện tại công việc chính của mình là võ biểu diễn ở các sân khấu tập kỹ. Nhiều người nói mình có duyên, nhiều lên sân khấu ghẹo người này người kia, hài, nhiều người mắc cười. Rồi mình thấy mình cũng có nhiều khả năng nên mình chọn con đường sân khấu. Từ việc biểu diễn ở các sân khấu nhỏ thì đến với chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam là một sân khấu lớn thì mình cũng hơi lo lắng một chút. Nhưng đây chính là bước ngoặt của mình để mình có thể phát triển nhiều hơn các thể loại và có thể giúp cho mình đi xa hơn trong nghệ thuật. Đến với Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam thì mình cũng đã chuẩn bị cho mình rất nhiều bài diễn khác nhau. Mình mong rằng là mình có cơ hội để vượt qua vòng bán kết này để mình mang được những thể loại mới lên trên sân khấu Việt Nam Got Talent này nhiều hơn. Chúc mừng ngươi lọt vào căn phòng của quỷ. Đúng rồi, ông thổ địa, tại sao ta không kêu ông thổ địa giúp ta? Ông thổ địa ơi! Ông thổ địa ơi! Ông thổ địa ơi! À, quên tôi chưa dễ miệng cho ông. Ông thổ địa ơi! Ông thổ địa ơi! Alo! Ông thổ địa ơi, ông đang ở đâu? Alo! Trời, ông ở đây sao ông không nói? Bây giờ, ông có cách nào để ông giúp tôi thoát ra khỏi căn phòng này không? Muốn thoát ra khỏi căn phòng này, trước tiên người dễ cho ta hai cái lỗ tai đi. Hồi nãy giờ không có tai, ta nghĩ không có được. À, rồi, xin lỗi ông. Rồi, được chưa? Ông có muốn dễ tóc không? Rồi, để đầu chọc vậy đi, cho giống thì tướng. Rồi, bây giờ có cách nào để giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này? Muốn thoát ra khỏi chỗ này, người phải dùng nhạc cụ. Nhạc cụ ở đâu trong căn phòng này? Nhạc cụ nằm ở anh cái ghế kia. Cái ghế này? Đúng rồi. Nhạc cụ càng lớn thì mức độ khóa giữa căn phòng này càng dễ giúp người hoài ngắn. Rồi, được rồi, cảm ơn ông. Nhưng gì nữa? Nhưng cho ta gặp Diệt Hương đi. Thôi, giờ này còn gặp gì nữa? Thôi, đi. Giờ này còn gặp Diệt Hương gì nữa? Ông địa gì mà mê gái như vậy? Đi. Thank you.
Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21h15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.